Đệ, dạ con tên là Thái Thực Hiếu, đến từ Chú Thanh Niên Bình Dương. Và bài dự thi hôm nay là con muốn trình bày là ca khúc Xa Mưa Dông. Ngoài bài dự thi ra thì con muốn gửi một cái lời đồng cảm và tình thương của con đến với đồng bào miền Trung đang chịu thiên tai lũ lụt mà. Dạ con không thi được gì. Sẽ có đôi lời nhận xét về giọng hát của mình từ Khiết ạ. À, vấn đề hát cái lần đầu tiên thì nó thí sinh đầu tiên cho nên nó hơi run đúng không? À, nhưng mà vấn đề hát có nhận xét là có cái giọng hát rất là tốt. Phát âm rất là rõ ràng, phát âm rất rõ ràng. Những cái bài này mình chọn tông nó hơi cao một xíu không? Hay là do luôn? Nắng đẹp thưa mở, với lại cái tông nó hơi cao một xíu. À, thì cái này mình chỉ là vấn đề mình có cái sự cố gắng mình thể hiện đó. Nhưng mà mình chắc có lẽ là hơi luôn đúng không? Cho nên là nó hơi chưa tự tin lắm. Ok quá. Để cắt mưa để có khi. Nếu vấn đề có hay hát thì để cắt mưa để có khi. Để mình lấy lại đầu tiên đó. Hay là dọn xuống cho để hát một
bài để hát bài gì, bài gì cho anh dấu chân phía trước à, bây giờ mình đầy tự tin hát dấu chân phía trước, thật là tự tin nhé.